Có một cái ngân hàng duy nhất ở trên thế giới mà khi mà khách hàng đồng loạt muốn lấy tiền ra thì cái ngân hàng này sẽ không bao giờ sợ là sẽ không có đủ tiền cash trả ra cho khách. Vì khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình bỏ tiền vô trong cái ngân hàng này, cái mà mình lấy lại không phải là tiền mà là những cái ly cà phê. Và nói tới đây chắc chắn là các bạn, các anh chị, các cô chú sẽ liên tưởng tới một cái chuỗi những cái cửa hàng mà bán cà phê nổi tiếng nhất ở trên thế giới, đó chính là Starbucks. Thì cái cách thức hoạt động của Starbucks cũng như là Starbucks Rewards, đó chính là các bạn, các anh chị, các cô chú mình tạo những cái account với lại Starbucks, rồi khi mà mình mua món đồ á, mình mỗi một mình bỏ tiền vô trong đó và mình dùng cái app đó để mà mình thanh toán mỗi khi mà mình mua đồ Starbucks, thì như vậy sẽ giúp cho mình mỗi lần mình thanh toán mình sẽ có được những cái điểm, những cái point. Sau khi mà mình có những cái point, những cái điểm cố định thì mình có thể dùng những cái điểm này để mà mình đổi lấy những cái món đồ ăn free, những cái món nước uống free hoặc là những cái món đồ miễn phí ở Starbucks. Và ước tính ra là trong năm 2022 vừa rồi có hơn 1.7 tỷ đô la đã được bỏ vô trong những cái thẻ reward của Starbucks để mà người ta xài. Và nếu như mà Starbucks người ta đi dùng cái tiền này, người ta đi đầu tư những cái chương trình đơn giản giống như là An hay chia sẻ với mọi người là tiền lời 3%, 4%, 5% một năm đi, thì với 1.7 tỷ 5% mỗi một năm, có nghĩa là mỗi một năm từ cái tiền của khách hàng bỏ vô trong đó, Starbucks đã kiếm được 68 triệu đô, và 68 triệu đô này là hoàn toàn của Starbucks nha, không cần phải chia tiền lời lại cho những cái người khách hàng. Nếu như mà các bạn đi những cái chương trình mà ở nhà bang hay là mở những cái account saving với An đi, thì cái công ty mà An làm người ta sẽ trả tiền lời cho mình, nhưng mà khi mà mình bỏ tiền vô trong Starbucks, Starbucks dùng tiền đó của mình đầu tư thì cái tiền lời của Star là của Starbucks và mình sẽ không được bất cứ cái tiền lời gì hết trong đó, là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là bên cạnh đó, trên cái số tiền 1.7 tỷ đô la bỏ vô trong Starbucks, không phải ai cũng nhớ để mà xài cái số tiền này. Mỗi một năm có 10% từ cái số tiền này không được sử dụng bởi những cái người dân ở Mỹ, có thể là người ta quên, có thể là người ta bỏ vô những cái gift card, người ta bị mất những cái gift card vân vân, thì Starbucks mỗi một năm còn kiếm thêm được 1.7 triệu đô la từ cái khoản tiền không xài tới này. Đây giống như là cái khoản tiền từ trên trời rơi xuống đối với lại Starbucks vậy đó. Thì thành ra cái mà em muốn nói ở đây á, nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình xây dựng được một cái thương hiệu cá nhân của bản thân mình trên những cái nền tảng xã hội sẽ giúp mình có nhiều cơ hội hơn kiếm tiền. Và khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình xài tiền mua cà phê này kia là mình đang làm giàu cho Starbucks, hãy suy nghĩ tới cách làm giàu cho chính